Theo kế hoạch thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 6 sắp tới. Sở Giáo dục và Đào tạo của Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các thí sinh tham dự với hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán với hình thức tự luận. Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các trường chuyên. Ngoài ra, thí sinh có thể nộp đơn dự tuyển vào các trường trung học phổ thông ngoài công lập hoặc học trường trung học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Những thí sinh vào lớp 10 chuyên của 4 trường chuyên gồm Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây sẽ phải thi thêm môn ngoại ngữ và môn chuyên vào các ngày 12 và 13 tháng 6. Điểm mới là năm nay thi vào chuyên các môn ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Trung, chỉ thi 3 kỹ năng là nghe, đọc, viết, không có kỹ năng nói. Đây là điểm khác biệt cơ bản vì sử dụng 3 kỹ năng này đã bao trùm cả kiểm tra kỹ năng nói. Dự kiến năm học 2015-2016, thành phố Hà Nội có khoảng 80.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở.